Màn xin lỗi gây phẫn nộ của Thái Tử Khôn trong lần đầu lộ diện vội vã hậu bê bối. Thái Tử Khôn trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả trong khoảng một tháng trở lại đây vì bê bối bắt tình một đêm phá thai, quan hệ trẻ vị thành niên. Và tối 15 tháng 7, nam ca sĩ tai tiếng chính thức lộ diện sau ồn ào trong concert ở Singapore. Ở sự kiện, Thái Tử Khôn nghẹn ngào nói lời xin lỗi tới người hâm mộ. Xin lỗi vì đã làm cho các bạn cảm thấy lo lắng. Trước đám đông khán giả, nam nghệ sĩ đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Ngay sau khi chứng kiến động thái mới từ Thái Tử Khôn, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng bức xúc phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ đang diễn sâu trước ống kính, có màn xin lỗi đầy giả tạo. Cộng đồng mạng còn yêu cầu Thái Tử Khôn phải gửi lời xin lỗi công khai tới cô C, người nam idol ép phá thai. Bên cạnh đó, khán giả cũng tỏ ra bức xúc vì nam nghệ sĩ chưa có động thái xin lỗi công khai với ekip Kid Running. Được biết đội ngũ sản xuất đã phải làm việc ngày đêm để xóa hình ảnh Thái Tử Khôn. Ngoài ra, việc Thái Tử Khôn vội vã trở lại hoạt động sai bê bối cũng bị cộng đồng mạng lên án.